2. Xin chào các bạn đến kênh Đại Lâm Mua Đi Dò. Mình là biên tàu lão chạy bắt đầu Trần Hoàng Đại Lâm Balo Tali. Xin mừng Lâm này. Đây là cặp đấu rất có lực. Đức chứng hành trong kính Lâm là tem của Thanh Đông. Tem Thanh Đông tay trái 1m75 Dũng Lai, Bè Libero, Văn Phi, Long Xét và Me. Ở đây có sao đâu mà. Ở đây có sao đâu. Còn bên kia là tem của Cầm Đồ Tấn Anh, Trường Trấn Bơm, Tú FC K22, Đăng Mơm, QFC và La Trấn Bàn. Một đều. Trời ơi trời. Đây là bộ đội. Bộ đội kêu chia sẻ cho thầy. Ăn thứ gì mà ăn tùm lum. Bộ đội cái chân vô leo không. Bộ đội cái mưa gió bộ đội thứ gì cho ăn. Ăn hết. Cái này mà đưa thằng muối lên đi là tối mới được cho. Rất nhẹ nhàng. Thì rồi phía dưới. Hai đều. Các bạn thấy hay nhớ share và like và share. Xin cảm ơn các bạn đã theo nhé. Hiện tại Đại Lâm cũng có một kênh phụ Đại Lâm Chuyện bên đây. Quay lại tất cả các sân bóng rất nhộn nhịp, đủ thứ các kiểu. Các bạn hãy thương yêu ủng hộ đăng ký share và like và share. Xin cảm ơn các bạn đã nhiều. Lên luôn, lên luôn. Lên trên luôn. Lên luôn. Không sao đâu. Lên luôn, lên luôn. Lên luôn. Đi rồi, cả người. 4-3. Bên phía cầm đầu cứu nhà. Một lần nữa thì cái chai bên phía đội bóng Chí Minh Đức đang gây rất nhiều khó khăn cho đội bóng đến từ cầm đầu cứu nhà. Cũng giống như các đội bóng như Liên Hồ Sơn. Cầm đầu cứu nhà. 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 Cầm đầu tại sao là 4 đều. Rất nỗ lực. Lại là Kha. Lần này thì kèm tấn công ra ngoài rồi. 5-4 dành cho Chí Minh Đức. Mình ghé vô rồi. Biết cái nó vô nó xìu nó. Tại giờ nó cũng không muốn đánh thắng nữa bởi vì nãy nó mệt. Nó mất sức làm gì. Trận đánh này thì chắc chắn áo đỏ đã vào. Nhưng mà thì là Dũng Lai đối đầu với Đi Bảo Sơn. Nếu Dũng Lai thắng ở trận đấu này thì phải chờ từ tích điểm và cái bàn của các đội tiếp theo. Đúng rồi Dũng ơi. Điểm số 5 đều. Vẫn là Tuấn Kỳ. Nhưng đang là Dũng Lai. Quá tốt của trạng trai 1m75. Bật chạy. Nhưng mà ngay thì còn giúp đỏ kiểm soát thế trận và điểm dành cho Chí Minh Đức 6-5. Thì sau đang nghiêng về cho team của Dũng Lai, Thanh Đông, Văn Phi, Long Xét. Sáu năm. Ngày hôm nay trận đấu này là có sang diễn Dũng Lai mà thôi. Một thi đấu đầu tiên, anh ta kết liễu với bóng, một bóng ăn điểm trực tiếp.
7 năm. Và bóng bóng đẹp trực tiếp của Dung Lai. Đang tiếp cho Phi đánh bóng ra ngoài, không chạm tay trắng ai hết. 6-7. Bảy đều. Tranh thủ lip roll và lip roll 135.000 một chai. Chai đau mỏi về gây 145.000 một chai. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Hiện tại dù thời tiết mưa gió bất cứ lúc nào, nhưng thật sự khán giả quá nhiệt tình các bạn ơi. Còn mẹ đổi thua rồi. Như vậy thì đội đấu tiếp tục rồi. Còn nếu mà ăn được kia là được vô, được xét cứ điểm. Đến giờ phút này thì Tô MC không còn đảm nhiệm vị trí phát bóng nữa rồi. Thật sự 4 năm quả liên tiếp Tú MC là người kết thúc và người trắng. Quá hay. Thoáng thôi, anh giống anh Lâm luôn. Đúng không? Đúng rồi, anh Lâm bay kiểu đấy mà. Thoáng thoáng thôi. 11-8. Không ai hiểu khen đơn cây chiên hai đăng một. 11-8. Chiên bóng ở độ cao trung bình luôn là thứ vũ khí lợi hại của khen anh Lê Hải. Đây nó là cho thiên đường. 11-8 là tỷ số hiện tại. Nếu không gì thì đội 9 giờ đêm mới hết trận đâu. Bóng lỏng tay không đâu nữa. 7 điểm cho 9-11. Ít có ai ăn cơm một buổi lắm. Ăn cơm buổi trưa phải ăn cơm buổi chiều. Chủ sân phải bán cơm nữa đi. 9 giờ đêm hết. Quá khó chịu cho nếu bóng như là của Dũng Lai. 10-11. Một pha chạm bóng như rồi hai chạm của Tú MC. 10-11. Một pha hai chạm của Tú MC vừa rồi. Hả? Quá ghê cho Dũng Lai. 11-11. Không hiểu lắm nhưng mà em bảo là
Người dân quê hương chúng tôi rất quen thuộc qua La và Mero rồi. Có giờ kêu đỏ với đen không? Đỏ đen không? Đỏ đen sao? Đen 5 cây. Bây giờ dùng hai từ là xanh đỏ thôi các bạn ơi, chúng ta quen quá rồi. Wala và Meron. Mười một đều. Mười hai, mười một. Bây giờ sẽ là câu trả lời của cái tay chơi áo vàng xanh. Dũng Lai còn bà hai bán khoai, cố lên. Một pha xử lý hay gì rồi của Văn Phi. Mười hai đều. Mười ba mười hai. Mười ba đều. Bây giờ tất cả giáo viên chúng ta đang giống nhau hết rồi. Bản thủ giỏi thì mới cầm rõ đúng không? Điểm số 11, điểm số quan trọng bậc nhất. 13 đều. Thật sự Dũng Lai phát một quả bóng, Tú FC và Khang 22 đứng hình các bạn à. Thật sự một pha quá khó chịu rồi cho Dũng Lai. 14-13. Một bên Dũng Lai làm tất cả. 14-13. Đỏ bạc trên coi chừng sụi nữa. Lại là Dũng Lai phát bóng hồng. Các bạn hãy nhìn xem, bảo đảm pha bóng này Văn Phi sẽ đánh. Văn Phi quá ghê cho Văn Phi, quá ghê cho Văn Phi. Quá hay cho Dũng Lai, Văn Phi. Dũng Lai quá tuyệt vời cho Dũng Lai và Văn Phi. Thật sự quá tuyệt vời. Đây là trận đấu tiếp theo giữa Chắc Sầu Riêng, Hồng Cá Bắp 35kg, Bo Thạch Đen. Còn bên kia là Tiến Đen, Phạm Tấu, Bình Minh, Thiên. Các bạn hãy chờ xem cặp đấu tiếp theo này nha. Bình Minh sẽ gặp Thạch Đen. Ủa nữa không?